Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 31 âm lịch, 31 tháng 12, hôm nay là giao thừa. Thì team đang đón giao thừa. Có đúng không? Tạm biệt năm 2021 và chào đón năm 2022. Đây là đầu bếp chính của chương trình ngày hôm nay. Giờ không có ngầu quán gì hết, ra bụi ngầu. Để em quá bằng đăng xin chào tất cả mọi người nha. Mày quay gì vậy? Đây là giao thừa. Thì em quay giao thừa ghi lại khoảnh khắc anh em kỷ niệm như gì đấy. Anh gia đình mày vui lắm mày. Quá vậy. Giới thiệu đồ ăn ngày hôm nay là chúng ta chỉ có làm thịt măng. Bánh tét. Chờ. Tôm sốt Thái. Chờ chút em. Đây, em đó anh xin giới thiệu đây. Thịt heo kho măng bằng 10 tết nè. Bánh tét. Ốc. Chờ. Tôm đó mọi người thấy con số Thái này nha mọi người, một đêm quá tuyệt vời. Bên cạnh đó là có thêm hai cái nồi lẩu, cái lẩu dí. Ở đây có một bà cô bán vé số, cô cô ghé vô chơi với anh em tụi mình. Chết chết men rượu. Tiêu. Giỡn hoài. Là quên. Tết rồi mà còn tròn nữa. Chúc cô Tết này mới. Vô mọi người. Yeah. Happy New Year. Cha em xin tạm biệt rồi anh. Năm mơ năm cũ không? Không, em uống nước suối đâu. Cảm ơn cha anh em mình năm mới nhiều sức khỏe với lại thành công hơn nha, nhiều tiền hơn cho năm nay. Thấy ai cũng sao mặt buồn dữ vậy? Xin nháp ấy. Cai thành công chưa? Mọi người ra bàn thành ủng hộ bà chị em, bà đi mua xe chứ không đỡ bà khóc, bà khen luôn à. Chỗ này là của nhà hàng Rìu nha mọi người. Mọi người ai mà có con hay là có muốn ra đây đâm mô tốc độ thì ra đây nha mọi người. Tên còn tên này đang hơn nha các bạn. Tên với hàng Rìu là đang hơn nên không có nói chuyện được. Đó. Ông ăn mà ông cũng nhớ đến tôi có chén hay không. Ao. Đụng mang gì ở chén tôi. Anh em giỡn không? Ai nào hút ốc đâu gây ai. Hiểu không? Đâu. Những cái món ăn này là được tài trợ bởi đầu bếp của Ngồi Ô Quán. Đây là chủ Ngồi Ô Quán nha các bạn. Chờ. Nãy kêu lại làm kỹ rồi chứ. Tét cái nách luôn ạ. Hồi xưa ông hồi nãy ra là sợ không ăn mấy giờ. Hồi xưa là ông bác là ông chị. Em thấy cái mùi tết tới nao luôn á. Nè anh tự nhiên em thấy bánh tét là em thấy tết thiệt luôn nè. Mọi người qua nè. Bánh tét mà kinh. Review bánh tét. Tự nhiên ăn nhớ ông bạn mà. Ông bạn nấu quá ngon. Thật sự ngon cực kỳ mọi người. Tự nhiên lâu lâu ăn bánh tét ngon đúng không? Hồi nãy có món xôi chiên nữa mà nó ngon quá, nó quất đâu hết rồi. Hả? Dạ. Mấy món này ai nấu vậy Vĩnh? Thì đầu bếp Ngồi Ô Quán. Đầu bếp quán ngồi ơi. Chén này. Bà nấu ăn với bà nấu ăn gì con kiếp với bà nấu. Ngon quá. Nó ăn hết rồi bà nấu. Ngon đúng không? Tiếp bà gấp bà. Ăn lạ. Nghĩa là bà nấu ngon. Mẹ kẻ cái này nãy sao con nó chơi dậy đấy nè. Dài lại. Quả chưa đi đi. Em hai món gì cũng ngon hả đó. Đưa đi. Hầu cầu đây hả? Con gỡ kia. Đem đá mẹ. Tại giờ nó muốn dậy. Chờ cho. Bè con khách là trên. Giờ em ăn một miếng bánh tét. Ngày ngày lắm. Đâu đâu từ từ. Cho anh cho hết rồi. Giao chiều anh nhậu đâu. Tết đến rồi. Mời mọi người. Nửa con mẹ có mấy người vui luôn. Chào chú bán con heo bự. Heo rửa là mày nhai xuống nghe. Chị, mình thấy nó nấu đấy. Nhìn nấu đấy. Ngon thiệt ạ. Nhiều à? Nhiều à? Chứ vậy nè em. Chị nấu gì nữa à? Chị năm mình có bánh tét rồi, gió dứa vậy nè. Con dâu. Không, nếu con sót con là con dâu. Trời không gỡ không ai giỏi hết. Ngon ăn dữ vậy. Vĩnh ơi. Cảm ơn bè chủ quán Vĩnh ngộ nha. Luôn luôn nha. Cảm ơn giao. Cảm ơn.
Ngon thì mình cảm ơn nhớ. Đây nghe góp điểm thục liền. Sao? Nó dài cái đoạn thì mớm. Đó thì cháu thấy thằng tiền này. Đang hơn, đang hơn. Góp nhiều mày. Đèn dương điều đang hơn. Đây, anh biết vui. Đồ đây nha các bạn. Đây thịt nha. Mời các bạn nha. Để không? Các bạn. Nói chung tết là chúc mọi người ăn cao bình dưỡng nhẹ sinh. Ừ. Em nói tiếng đói nhanh nhiều. Đang đói. Ngon quá mọi người. Anh em ăn no mà uống nha. Ngon mà ăn dữ vậy. Mình ngon ăn lắm nha mọi người. Tết mà. Mình cứ nói ngon quá, giờ nó nói sao ngon quá. Mình lâu rồi anh em mới gặp nhau được rồi, nên là ốc mà trăm với ốc mà thấy tôi không trái. Mọi người ăn nhau mà vui lắm mọi người. Kho bé giờ sáng xong rồi. Dưới cái thời tiết lạnh hả? Không cảnh hứa tình nữa. Chi khổ gì vậy nghe. Quả xương đầu tên chúc em anh em. Mấy năm rồi. Quá, đâu làm mấy năm. Tôi với tao đây em lên lắm. Mời mọi người món gì tôm sơ thái ăn với lại miếng khủng qua sống. Chưa lưỡi mẹ hết. Mày mày làm gì ạ? Ăn tết. Cảm ơn bạn. Đây là về tết là ở. Về tết ở không có trong buồn chứ không kẹt. Kẹt má nói tôi nhiều lắm. Trời buồn tàn con đẻ. Thấy con kẹt mà chẳng đây giờ. Về đâu? Em miếng rồi lên sọc lên cổ luôn á. Về anh Tết. Rồi vô lại. Tên Hữu Thái. Hữu Thái anh. Anh đi sọc lại đang đúng lại. Đồ về. Anh mà chạy Hữu Thái mẹ Thái. Mình nào. Mùi. Rồi giống đi vô lần nữa. À lăn. Ai không thấy cây á. Lỡ mấy cái thằng gì nó chốt. Cây quá. Anh Trung. Ờ bây giờ là tiệc cũng tan rồi mọi người ơi. Bây giờ là 12 giờ đi. Mọi người nhớ mới. Mọi người nhớ mới. Mọi người nhớ mới. Em chúc tên của mấy anh